Sau thành công rực rỡ của phần phim thứ nhất, tháng 6 năm nay, hãng phim Disney Pixar sẽ tiếp tục đưa gia đình siêu nhân nổi tiếng trở lại màn ảnh rộng với những cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới. Là bộ phim hoạt hình được mong chờ nhất trong năm 2018, Gia đình siêu nhân 2 đã chính thức có buổi công chiếu đầu tiên tại Việt Nam vào sáng ngày 10 tháng 6 tại Vạn Hạnh Mall, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sự góp mặt của rất nhiều người hâm mộ, sự kiện có sự xuất hiện của nữ diễn viên Nhã Phương, người đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhân vật Evelyn, cùng dàn sao nhí nổi tiếng như diễn viên nhí Thịnh Vinh, Bé Trọng Khang, Bé Gia Kim, Việt Nam Idol Kids, v.v. Người hâm mộ đã có dịp giao lưu và tham gia các mini games tại sự kiện, cùng như phần quà mang hình ảnh gia đình siêu nhân vui nhộn. Đạo diễn lồng tiếng Đạt Phi, người phụ trách phiên bản lồng tiếng của Gia đình siêu nhân 2 đã chia sẻ: "Chúng ta đã biết cái bộ phim Gia đình siêu nhân phần 1 là đã trôi qua cách đây 14-15 năm. Có nghĩa là đã nhiều tuổi thanh xuân đã trôi qua rồi và bản thân mình bây giờ thì cũng đã già đi. Nhưng cái lắng động lại trong chúng ta là phần 1 rất là hấp dẫn và ai cũng mong muốn là được xem tiếp phần 2 nó như thế nào. Bây giờ Disney dường như đã đọc được điều đó trong tất cả mọi chúng ta cho nên là đã sản xuất ra một phần 2. Mom's new job. It's time to make some wrong things right. Help me bring supers back into the sunlight. We need to change people's perception." Ngoài ra, điểm đặc biệt ở phiên bản lồng tiếng chính là nam diễn viên Lương Thăng sẽ lồng tiếng cho nhân vật Edna. Mình đóng vai Edna, bà thiết kế khó tính, già và hơi chanh chua một xíu. Khi mà bên nhà sản xuất kêu là cần một vai nam lồng tiếng thì mình đến mình casting, mình đến vai nữ. Anh ơi, sao em làm được vai nữ hả anh? Không có sao đâu em, bản gốc của nó là vai nam luôn đúng không em? Để em thử. Thế là mình vào mình làm, ok luôn. Thế là anh bên nước ngoài anh đồng ý luôn, thế là mình vào vai luôn. Khi mà có vai Edna, hết mũi. Nói như làm, chào anh cái này, phải hết mũi cái này là. Mà phải nói bằng cái đậm kiểu ngạt mũi vậy đó. Mà mình phải đến như nào, xin chào, tôi là Lương Thăng, tôi đến từ đây đây đó. Khó lắm anh ơi, thế là nguyên 5 tiếng đồng hồ, em phải đưa hết giọng cái mũi mà. Gần giọng rồi bắt đầu. Nếu nó phải, mặt phải chanh chua, diễn theo cái nét của chị đấy, khó lắm. You know it's crazy, right? To help my family, I gotta leave it. To fix the law, I gotta break it. You've got to, so our kids can have. Trong lần đầu tiên xuất hiện trên màn ánh rộng, siêu năng lực của Mr. Incredible và khả năng uốn dẻo tài tình của Elastigirl đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả khắp thế giới. Bên cạnh những nhân vật quen thuộc của tuổi thơ, trong phần thứ hai này, hàng loạt nhân vật mới toanh sẽ xuất hiện cùng cậu bé út cưng Jack, sẽ mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả cuối tuần này. All over Dusseldorf, Dussels are dozing. Your eyelids so heavy, they're drooping. Closing! Tiết lộ với các bạn rằng đây là một cái phần 2 cực kỳ hấp dẫn, sôi động và không hề thua kém phần 1 một chút nào. Còn nội dung như thế nào thì hãy chờ các bạn xem thì sẽ rõ. The Screen Slayer interrupts this program for an important announcement. Suit up, it might get weird. I'll be there ASAP. Where you going ASAP? You better be back ASAP.